Gia xin, xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh shop guitar nhật phan gia Ngày hôm nay thì gia sẽ giới thiệu đến cho mọi người yêu thích đam mê classic một cái dòng đèn của Yamaha cây đèn nó có một cái dáng khuyết mọi người một cái dáng khuyết thùng to và cái dòng này thì cũng khá là phổ biến mà là một cái dòng đèn classic tầm cao của Yamaha và ngày hôm nay á thì trước tiên á thì uh, ra sẽ quay cái hộp cho mọi người vì cái đàn này nó có một cái hộp rất là đặc biệt uh, ra sẽ bán kèm theo cái 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 đèn này. Uh, ra sẽ lau uh, tí cho nó tại vì nó bám hơi bám bụi mọi người. Đó, bụi tí. Uh, đây là một cái hộp, một cái ha case uh, classic đến từ một cái thương hiệu đó là uh, Triumph mọi người ha, Triumph. Triumph. À, cái hộp này còn rất là mới và rất là xịn mọi người cái hộp này cực kỳ xịn luôn ngoại hình của nó là à, ở ngoài á, thì chúng ta sẽ có một cái lớp giả da ở à, phần 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 ở trong là gỗ ở trong nữa là cái lớp nhung và những cái khóa là được mạ à, màu gold rất là đẹp rất là cao cấp mọi người ha rồi à, cái hộp này á nó ở trên amazon á em em có check thử thì cái hộp này ở trên Amazon nó đâu đó là nó gần khoảng 100 đô này mọi người ha Nếu mà về Việt Nam luôn hiện nghĩa nó khoảng 100 đô là nó rơi vào khoảng 2 triệu mấy cái hộp này Rồi à, Cây đèn bên trong là cây đèn gì thì Không để mọi người đợi lâu thì ra sẽ mở cây đèn và quay cho một mọi người à, Sơ một Cho mọi người xem ha Rồi Rồi đây bên trong cây đèn thì Chúng ta sẽ có được một cây đèn Yamaha dòng uh, NCX 700 và mời mọi người xem đèn. Rồi cái đèn này thì nó có một cái model là NCX 700 trăm. À, dòng đèn này thì được sản xuất chính hãng tại Trung Quốc, à, tại Yamaha nhà máy Yamaha Trung Quốc cho mọi người. Rồi uh, có một cái uh, điều này uh, ra xin chia sẻ mà trước khi uh, ra quay chi tiết cái đèn này thì. Uh, với mà chúng ta sẽ có những cái quan niệm với mọi người à, đối với hàng Trung Quốc thì à, chúng ta sẽ đánh giá cái hàng Trung Quốc nó 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 là dở nó là, là, là thấp cấp nó là tệ nhưng mà mọi người ơi ra à, xin chia sẻ mọi người đây không phải là một cây đèn à, giả à, đây không phải là một cây đèn à, pha gì hết đây là một cây đèn à, Yamaha chính hãng được sản xuất tại Trung Quốc đây là một dòng đèn cao cấp mọi người à, Nói chung là chúng ta sẽ có một định kiến nhất định về hàng Trung Quốc Tuy nhiên thì đây là những cái dòng đèn này được sản xuất tại à, Trung Quốc đó là hàng chính hãng Rất là cao cấp mọi người, rất là xịn à, Cái đèn này Với một cái uh, ngoại hình à, Em đánh giá là nó Còn rất là đẹp Phải gọi là rất là đẹp à, Có thể là à, Khi mà em nhìn sơ qua thì có thể là cái đèn này nó, nó chưa có từng sử dụng luôn mọi người nó Chưa từng sử dụng luôn À, dòng đèn này là một trong những dòng đèn sân khấu rất là chuyên nghiệp à, dành hoặc là mọi người sử dụng trong phòng thu à, rất là tuyệt vời. Rồi, với một cái cấu hình đó là một mặt top blue solid và có cutaway một cái dáng cutaway và cái thùng này mọi người cái thùng này á, à, nó khá là to cho chúng ta một cái chất âm mộng rất là tốt. À, nếu mà mọi người mà mua những cái dòng đèn mà à, body solid hoặc là những cái dòng đèn mà semi á, là cái thùng nó nhỏ thì chúng ta chủ yếu là chúng ta chỉ chơi được cái chất âm qua cái phần EQ của nó thôi, cái EQ của nó thôi. À, tuy nhiên thì đối với dòng đèn này thì chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Chúng ta vẫn chơi âm mộc được, à, có một cái chất âm mộc rất tốt, rất là à, bay bổng. Mọi người, ha có những cây đèn này của Yamaha làm chất âm rất đã luôn. Mọi người nghe, mọi người thích liền. À, thứ hai là mọi người có thể chơi qua lo trên sân khấu. À, chơi qua cái EQ Zin của Yamaha này à, một cái EQ Zin Yamaha rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ đi về chi tiết cái phần mặt tớp trước rồi phần mặt tớp thì chúng ta sẽ có một mặt tớp vân sam solid nguyên tấm cực kỳ đẹp mọi người cực kỳ đẹp luôn đó ngựa zin nguyên bản không qua dán lại nha mọi người chưa qua sửa chữa vẫn nguyên bản rất là đẹp thiết kế mọi người thấy thiết kế khá là đơn giản ha Và tinh tế rồi phần hông phần hông cực kỳ đẹp mọi người ha phần hông cực kỳ đẹp đó. phần mông cũng rất là đẹp luôn rồi đó. rồi à, mọi người có thể thấy được đây là một cái chất liệu gỗ đó là mahogany mọi người ha một cái chất liệu gỗ mahogany thiết kế rất là đẹp rất là chỉnh chu và cái 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 độ hoàn thiện của nó cực kỳ cao nha mọi người. Đây là một cái dòng đèn cao cấp. Chỉ là chỉ là nt 7 thôi. Nó đã nó đã chỉnh chu như thế này rất là đẹp rồi. Đó. Thì shop gia sẽ uh, trong cái clip mà uh, ra gia quay trước đó thì uh, bao gồm những cái cây đàn classic nè. Thì gia uh, đã bán hết rồi. Chỉ còn lại một cây Yamaha, một NCX hai r thôi, chỉ còn cây đó và gia mới về thêm được một cây này là một cây uh, NCX 700 đó và giới thiệu cho mọi người với một cái mức giá cực kỳ là hợp lý luôn với một cái đèn tai new như thế này đó rồi chúng ta sẽ đi tới phần cần cần đèn đó các chỉ keo góc cần rất, là đẹp nha mọi người ha rất là đẹp rất là liền lạc luôn rồi cây cái đèn này thì có một cái bản cần đó là bản cần 50 mươi mọi người bảng cần năm và có loại thép trong cần đèn à, nếu mà quý cô chú anh chị và các bạn nào mà sống ở một cái vùng mà À, có một cái khí hậu gọi là nó nó hơi ẩm, ẩm thôi mọi người, nó ẩm á Nhất là những cái vùng mà Tây Bắc hoặc là ở ngoài Bắc á Thì nó ẩm thì mọi người có cái ti chỉnh cần thì mọi người chơi cái đèn nó sẽ yên tâm hơn Mọi người không quá cần phải quá lo lắng với việc mà nó bị công cần ha Rồi, à, cái đèn này thì à, nó có mọi mọi thứ rất là hoàn hảo rồi Đó, ra sẽ quay à, chi tiết cho mọi người Tiếp theo đó là một cái bộ khóa đi mọi người, bộ khóa nè mọi người thấy bộ khóa ở trên Yamaha làm rất là cầu kỳ rất là tinh xảo luôn khóa dày dặn đó tay nắm rất là đẹp đó, rất là cao cấp mọi người đó vặn cái khóa này vặn rất là đã mọi người rất là mềm luôn rất là đã tay mọi người ha đồ xịn thì mọi người uh, vặn là mọi người sẽ cảm nhận được cái 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 cái, cái độ xịn của nó đó, mọi người nhìn thì mọi người thấy được đó, bộ khóa rất là chi tiết và cầu kỳ nè đó rồi thiết kế là hiện đại đó logo yamaha ở trên thiết kế cái đầu cần rất là hiện đại luôn rất là đẹp à, về phần phím gỗ phím sắt thì trên những cái đèn ni lông thì mọi người yên tâm ha trên đèn ni lông thì nó ít khi nó bị mòn lắm mọi người đó đối với những cây đèn mà ngoại hình nó mới như thế này thì à, mọi người đừng có quan ngại với việc là phím gỗ phím sắt nó có vấn đề ha không có nó vẫn còn rất là đẹp đó. hầu như là cây đèn này em thấy là à, có thể là chưa có ai chơi luôn đó rất là đẹp mọi người rồi, cái phần quan trọng của cái đèn này, đây, uh, mời camera quay chi tiết về cái uh, cái EQ. Cái phần EQ của cái đèn này á nó rất là em thấy thiết kế của Yamaha cái phần EQ này á em rất là thích ha. Ở trên đây thì chúng ta sẽ có một cái hiệu chỉnh uh, một cái volume master, volume tổng mọi người. Đó. Vặn rất là đầm tay mọi người, vặn rất là cảm giác chúng ta cảm cảm giác vặn rất là phê luôn. Rồi, chúng ta sẽ có một cái tuner ở đây mọi người, một cái tuner ở đây. Đó, một cái tuner ở đây nha. Đó. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có những cái hiệu chỉnh của big cup đó hiệu chỉnh của big cup bao gồm là cái phần hai big đồ và lô là mọi người đây là ba cái phần ba cái ben đó ba cái ben chúng ta hiệu chỉnh ha rồi cái điều mà em thích nhất ở đây á, ở trên cái EQ này á, thì chúng ta sẽ có thêm hai cái núm hiệu chỉnh của thằng bát với thằng chép đây nè mọi người đó hai hiệu chỉnh hai bass chép đây mọi người muốn chế, muốn bát nhiều thì mọi người vặn bằng... Uh, sâu vô đó mọi người bạn sâu đó nó sẽ từ 0 tới 10 nha mọi người ha chép cũng vậy đó thì cây đèn này nó sẽ có những cái hiệu chỉnh như thế giúp cho chúng ta uh, điều chỉnh cái 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 âm thanh của cây đèn theo ý muốn của mình đó rất là tuyệt vời uh, nắp chỉnh bia, nắp pin đây mọi người nắp pin chính von đây nắp pin chính v đây đó rồi kèm theo cái cây đèn này trong cái hộp này á thì uh, nó sẽ có những cái uh, giấy tờ mọi người sẽ có những cái giấy tờ thì cái giấy tờ này thì tiếng Nhật không à mọi người? tại vì cây đèn này thì ở bên shop ra nhập trực tiếp tại thị trường Nhật chứ không có nhập tại thị trường Trung Quốc. đó, thì đó là một cái điều mà chúng ta nên nhận định rằng là ở thị trường Nhật họ, họ 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 làm cái đèn này tại thị trường Trung Quốc nhưng mà họ sử dụng tại thị trường Nhật thì cái tiêu chí sử dụng của người Nhật họ rất là cao mọi người thế nên á có những cái mà ý thích của mình và ý không mình không thích Trung Quốc á thì hàng Trung Quốc á thì mọi người có thể là mọi người hãy cởi mở hơn một xíu nha. Ha. thì đối với người Nhật thì họ xài đồ á, họ có nhu cầu họ xài đồ họ rất là cao, cao cấp. đó thì những cái cây đàn này là hàng chính hãng Yamaha, không có hàng fake nha mọi người. rồi đây là bộ giấy tờ của nó. thì cái bộ giấy tờ này thì nói chung là nó cũng không có quan trọng gì đâu mọi người, nó không quan trọng gì. rồi thì chúng chúng ta thêm có cái thêm nữa là một có một cái nắp cái nắp của Yamaha luôn một cái nắp lắp điện thùng đó chống hú đó một lắp chống hú đó lắp từ đây đó. rất là đẹp mọi người ha đó, đó nhấn hơi mạnh này nó hơi hơi thục vô trong rồi mọi người rồi ok tháo ra đó mình đã sẽ để đây nó vừa khít luôn mọi người ha đồ zin mà nó vừa khít luôn đó nó vừa khít luôn nhưng mà thôi ra sẽ gá lên để cho mọi người xem ha rất là đẹp mọi người rất là sang đó rất là sang luôn rồi và ra sẽ công bố giá của cây đàn này cho mọi người ha ra sẽ công bố giá cây đàn này cho mọi người à, cây đàn Yamaha NCX đó NCX 700 hiện trạng như thế này à, kèm theo cái hộp cực kỳ xịn nha mọi người thì giá bán mức giá là 12 triệu đồng và free ship cho mọi người kèm theo phụ kiện đó là ta sẽ để kèm theo luôn đó là dây đeo nè mọi người à, dây đeo à, và tặng kèm cho mọi người đó, một cái cái cabo nếu mà mọi người thích hoặc là một cái khăn một cái khăn lao à, cho mọi người thêm một cái khăn lao tại vì đối với cái dòng classic đó, thì nó cũng không có nhiều phụ kiện mọi người nó chỉ có là à, dây đeo là chính ha rồi cái phần dây này á, là ra đã lắp mới cho mọi người rồi đây là da lắp một cái bộ dây thông dụng của bên da ra à, hay lắp cho tất cả các loại đèn đó là một bộ dây ALICE AC139 đó à, nếu mà mọi người có một cái nhu cầu à, lắp à, một cái dây mới một cái dây xịn hơn á thì tại vì cái dây này thì bên shop da nó có rất là nhiều đèn thế nên à, da chỉ lắp đúng một cái loại này thôi thế nên mọi người à, thông cảm cho da ha nên mọi người có nhu cầu xài á, thì à, da sẽ à, fit chút đỉnh để mọi người có thể về thay dây mới dây xịn hơn để mọi người có một cái trải nghiệm âm thanh nó tốt hơn vì dây thì nó sẽ đóng một cái vai trò cũng khá là lớn trong cái âm thanh của cây đèn nó chiếm khoảng là khoảng 20 30 phần trăm chất âm của cái đèn đó và sau đây ra sẽ mời mọi người nghe tham khảo chất âm của cây đèn NCX700 này nha